Hello, xin chào các bạn nha. Nãy giờ mình cũng nhậu mấy cái cua hấp dưa hấu với mấy tôm nọ, bây giờ mình ngán rồi. Bây giờ anh em mình chơi một người 50k. Đó, thấy không? Chơi kiểu Campuchia đó, Campuchia đó. Mình tưởng chơi 50k. Đó. Cái dĩa này mua có mười mấy ngàn mà sao mà tiền nó nhiều quá. Bây giờ không có. Đây nè, lấy vô tiền đó. Để giờ là anh em mình đây không có 50k mà em bỏ 100k. Mày em lấy được 50 ngàn nghe. Vậy thôi, giờ có 3 người để anh em thôi, giờ mình chơi mình mua đủ rồi, nhỏ thôi. Bốn người nữa, có thằng quay YouTuber nữa, thằng đó. Giờ là giờ đi chợ. Cho thằng con nhỏ này nó đi ra chợ nó mua con gà thêm coi. Coi mấy bà chủ gà thấy nó đẹp trai sao ha nha. Rồi. Thôi vậy là mình lấy tiền này mình đi mua con gà về coi ông anh mình chế biến món gì đó các bạn sẽ biết sau nha. Thôi giờ mình rửa gà nha. Gà nha các bạn. Mình lấy con này chứ. Như tiền vậy? 198 gà ký 102 gà này ký 158 mặn em muốn gì không? Không có chơi xui rồi kìa, xong rồi mình thấy gà cũng nó ngon rồi thì mình về mình chế biến món gà hấp nổi thôi các bạn ạ. Bây giờ các bạn mình sẽ làm món gà hấp tiêu riêng. Bữa sau này mình sẽ nói kỹ các bạn nghe. Bây giờ gà mình bây giờ mình rửa sạch gà, không phải rửa gà ngon đi mà không phải mua mặt khè bởi gì nó thơm, nó già nó thơm nghe. Bây giờ gà mình sẽ ướp, bây giờ cái bước mình sẽ chỉ các bạn từ từ nghe, bạn hãy đợi. Bước đầu tiên á, cái tiêu này nè, là cái tiêu đen. Chứ bây giờ đó, mình mua ở ngoài chợ nó cũng mà hơi xanh chút. À bây giờ mình bỏ vô lại thôi. Bây giờ không có tiêu đen cũng hơi xanh, bây giờ mình sẽ bỏ tiêu đen vô. Nghe các bạn. Ta sẽ nhìn nha, từ từ nha. Mình sẽ bỏ tiêu đen vô. Nè thấy không? Gãi đều vô nè. Đều phải gãi rất đều nha các bạn. Để cho nó thấm vô ra vậy, mình sẽ ướp tất cả các cái vậy này nè. Các bạn thấy không? Nè, này cái này là muối. Còn cái đậm ngọt. Còn cái là đường nha các bạn. Rồi mình phải thêm một của cái này là nước mắm á, mình phải làm cho thật là ngon. Bỏ vô nó mới ngon được. Cái này là không có thiếu nghe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ướp tiêu trước. Để cho nó thấm vô nữa. Tiêu đen á. Nè, mình đảo rồi nghe vô nè. Cái này là máu rồi, cái này ra. Bỏ ra cũng được. Nè, đó. Để từ từ. Rồi xong, mình sẽ bỏ cái này vô nè. Cái này là muối, bạn nhớ. Muối mình sẽ bỏ vô. Một muối đây. Muối đúng nha bạn. Bỏ vô. À, xong mình sẽ bỏ bột ngọt. Bột ngọt mình cũng bỏ phần nửa thôi. Phần nửa bột ngọt nghe. Có gì vừa thôi, có gì mình chấm sao cũng được. Thế để nó mặn quá không được. Mình sẽ bỏ đường. Đường mình sẽ bỏ một muỗng đầy nhé. Muỗng này là cũng là 2 muỗng cà phê lắm. 2 muỗng cà phê. Bỏ vô. Thấy không? Thấy không các bạn? Mình sẽ bỏ cái này nước mắm, mình sẽ bỏ phân nửa
Hơn nữa là cũng là một muỗng nước mắm đi. Đợi vô. Nó sẽ thơm lắm. Mình hấp vô mà cái nước hấp á nó sẽ thơm dữ lắm. Nước mắm. Wow. Xong cái này là tỏi. Tỏi mình đừng có sắc ra, mình sẽ bỏ nguyên củ. Nó sẽ thơm mùi tỏi với mùi tiêu. Hai cái thứ nó hợp lại ấy, nó thơm dữ lắm. Cái tỏi với mình đập nó ra nó sẽ không thơm nữa. Mình sẽ bỏ nguyên củ. Nguyên củ để giữ cái chất tỏi, chất mùi tiêu nó lẫn lộn với nhau để thơm hòa chung với nhau các bạn. Mình sẽ bỏ viên củ luôn. Tỏi mình sẽ bỏ viên củ. Tỏi này, nè. Tỏi mình sẽ bỏ viên củ, không cần lọc ra không cần gì hết. Mình sẽ ướp vô. Đó. Thấy không? Tiêu rồi, thấy không? Thấm vô gà không? Bỏ vô thì nó sẽ thơm liền. Nước mắm nước gì nữa, bỏ vô sẽ thơm. Gà hấp. Đó, mình sẽ trộn đều lên. Trộn khoảng 10 đến 15 phút. Cái đó là mình sẽ làm cho nó thơm thôi. Tỏi rồi mình sẽ làm nó thơm vô. Rồi xong cái này mình ướp đi, mình sẽ ghi ra. Rồi xong mình sẽ lấy cái bếp. Cái bếp này nè, mình sẽ bỏ mỡ vô. Rồi xong mình bỏ nước vô, mình hấp cho nó thơm ra. Cho nó lên cái tỏi được cho nó. Mình sẽ bật bếp ra. Đó, à. Cho nó khô hết đi. Nè. Để nó nóng lên. Xong mình bỏ mỡ vô. Rồi xong mình bỏ dưới áp này hấp cho. À. Nếu mình bỏ dĩ hấp lên, mình sẽ đổ nước dầu vô, cho nó khô nước đó các bạn, cho nó chảo nó nóng lên nha, cái xoong cho nó nóng lên, thấy không? À, đó, nó khô rồi, mình sẽ bỏ nó mở vô. Xong rồi mình sẽ bỏ dĩa hấp vô nha. Rồi xong. Mình sẽ bỏ gà vô nha các bạn. Bỏ gà vô, mình phải coi gà thấm từ đều nhé. Nước á, mình sẽ phải xoong. Mình lấy dao thái này nè. Bạn thấy không? Mình sẽ xong nó đều hết, thấm con gà lại các bạn, để cho đừng ướp cái này không có đều được mà nó rồi mình xong hết, xong từ đầu đến chân, mình xong các bạn, đầu mình xong cho nó đều, cho thấm gia vị các bạn. Lấy dao mình xóm anh, xóm cho đều nè các bạn. Thấy không? Mình xóm chỗ nào mình cũng xóm hết. Xóm để mình ướp gia vị cho nó vô các bạn. Đó, thấy không? Cánh mà mình xóm hết. Cái đầu gà này, chứ cái đầu là xóm hết. Xóm không? Mình sẽ bỏ tỏi vô. Bỏ tỏi vô cái trong cái bụng của gà này các bạn. Gà phải bỏ tôi đi cho nó thơm. Chứ mình để ở ngoài tỏi nó sẽ rụt. Mình bỏ trong này cái gì gà chín thì mình tỏi nó cũng chín luôn. Đó thấy không? Xong mình sẽ bắt cái lên. Sẽ hấp nó. Việc lớn, việc lớn, việc lớn, việc lớn. Bọc lên bài xe mở. Bạn thấy không? Mình bỏ lửa gì vừa đó. À, sẽ bỏ gà vô. Gà rồi bỏ phải đi. Tao lọc ra sao? Thì cái đường đó là nếu mà đi học về đường như này. Thì mình để cho gà nó đẹp nha các bạn. Cái này mày hấp à. Cái này tiêu đi ha, phải bỏ. Lại
lấy lên mình cho nó đều quá các bạn. Lấy lên trên phần mình của con gà các bạn. Các bạn thấy chưa? Cục bột kia là hơn. Mình sẽ đợi nghe bạn. Mà nó đợi 10 đến 15 phút. Mình sẽ mà lắp ra. Bây giờ tới đây mình sẽ bật quay cái bếp mình nó hồng đến 15 phút nó cái chín như bao ạ. Mình sẽ lấy cái đũa. Đũa mình sẽ xôn. Nè các bạn. Nè, cái đũa mình lấy một cái đũa thôi nha bạn. Mình sẽ lấy lại mình xôn. Mở gà sẽ có thơm quá. Thơm lắm. Wow. Cái này là gà hấp tiêu đen đó bạn. Gà hấp tỏi, gà hấp lá chanh là người ta làm rồi. Bây giờ mình sẽ làm gà hấp tiêu đen. Thấy không các bạn? Thấy tiêu đen không? Nè thấy không? Gãi lại như thế. Mình sẽ xôm. Xôm gà. Wow. Xôm, xôm vô rồi nó mới chín, chắc nó chín. Thấy không? Thấy không ạ? Đây này, sẽ xôm hết. Xôm thử này. Đó, thấy không? Các bạn vô thì nó chín nè các bạn. Thấy không? Qua là gà không có gì chín. Bây giờ sẽ mình sẽ vớt nó ra. Vớt gà ra. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ gấp gà ra nghe các bạn. Bây giờ mình xong rồi, mình sẽ gấp gà ra. Thấy không? Gà mình sẽ gấp. Đó, quá ngon. Ngon các bạn. Quá đỉnh luôn. Gà hấp tiêu xanh tiêu đen đó. Đây đây là lũi mình sẽ bàn nha. Bây giờ là ngon quá. Đây nước còn sôi không thấy không ạ? Bây giờ là mình không có bỏ nước luôn mà bây giờ là mình chế độ là mở thôi. Mà bây giờ nó ra nước quá trời luôn các bạn. Nhớ các bạn hấp á, đừng có bỏ nước vô. Nước gà nó sẽ chảy ra. Các bạn nhớ nghe các bạn. Bây giờ tiêu xanh nè, mình sẽ gãi lên trên nè. Đó, tiêu đen nè. Mình sẽ hấp mình gãi lên trên. Nhớ thơm các bạn. Xong mình sẽ bày ra mình ăn. Thấy không các bạn? Quá ngon. Đùi gà, đùi gì đều trắng hết. Quá thơm. Rồi đã lấy ra xong, bây giờ mình sẽ ra cho anh em mình thưởng thức nha. À, thấy không các bạn? Gà hấp tiêu đen đúng là ngon, thơm. Xong, bây giờ mình đem ra ngoài đây là các bạn thấy không? Gà hấp tiêu đen. Cho mình đem ra sẽ bày cho anh em mình ăn thử. Để ngon hay là không biết là dở không biết, đó là anh em mình thử rồi mới biết. Rồi, mình sẽ gấp ra. Để cho anh xin biết. Xé cái đùi nha. Xé cái đùi cho anh luôn. Ăn ngon, khỏe đây. Wow. Thấy thơm quá à. Thấy không? Cái đùi thấy không? Các bạn thấy không? Cái này mình chỉ bỏ mỡ vô mình hấp thôi nghe các bạn. Các bạn nếu bỏ nước vô là hấp không chín luôn. Bỏ mỡ vô là hấp. Mình sẽ hấp vô. Rồi, xong mình sẽ đưa ông anh mình. Để ông anh mình thử cái. Thấy thơm không? Thấy thơm quá. Nhưng mà mình thử coi thằng em mình có nó chỗ tài nấu ăn như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bứt cái giỏ đi nha. Nếu mà các bạn không có xem clip này là các bạn rất là uổng. Tại vì quá ngon. Quá ngon các bạn. Bây giờ là cái này là cái cánh này mình sẽ cho anh em mình. Anh em mình cái này là từ bên xa lắm, anh nó xa lắm mà không biết ở đâu không biết. Để lâu lâu thì chúng mình giới thiệu cho các bạn xem nghe. Bây giờ mình sẽ đưa cho em mình ăn. Cảm ơn trai. Em thấy sao vậy? Ok chưa? Vâng em.
chị smoke vô. Rồi, chị smoke vô đặt. Bây giờ mình sẽ các bạn nghe, clip mình có tới đây là kết thúc nha. Bây giờ là nếu các bạn thích cái clip này, bạn sẽ là giới thiệu cho anh em hay là bà con gì đó. Giới thiệu là Khmer Vlog 83 Vlog nghe các bạn. Xin chào các bạn nha.